và các bạn quay trở lại với kênh Thúy Trần Bất Động Sản Bình Dương. Ngày hôm nay đây thì Thúy Trần đang có mặt ngay tại tuyến đường Thiếu Niên 3 thuộc về xã Trường Văn Thố, huyện Bầu Bàng, tỉnh Bình Dương. Và từ vị trí Thúy Trần đang đứng thì chúng ta dễ dàng lưu thông là tuyến quốc lộ 13 chỉ trong vỏn vẹn là 800m. Và ngày hôm nay Thúy Trần sẽ review về toàn cảnh khu đô thị Trần Anh Monita tại Bình Dương để quý anh chị và các bạn chúng ta có thể tham quan và tham khảo. Vâng, dự án Trần Anh Monita nằm ngay sát với dự án Phúc An Garden giai đoạn 1 đã triển khai tại tuyến đường Thiếu Niên 3. Và đây là một trong những khu đô thị bao gồm có nhà phố cũng như biệt thự mang phong cách Nhật Bản. Và chủ đầu tư của dự án Trần Anh Monita đó chính là công ty trách nhiệm hữu hạn bất động sản Đất Thành. Và dự án này có quy mô là 46 hecta và sẽ nằm cách với quốc lộ 13 chỉ trong vỏn vẹn là 800m, sẽ bao gồm đất nền, nhà phố và biệt thự. Đây là toàn bộ những dự án xây dựng pháp lý 1/500, đã có giấy phép xây dựng cũng như là sổ hồng riêng. Vâng, và thưa quý vị và các bạn thân mến, dự án Trần Anh Monita là một trong những dự án đang được hưởng lợi rất nhiều từ các giá trị tiện ích nội khu và ngoại khu. Thứ nhất, chúng ta dễ dàng kết nối tại các khu vực địa phương tiện ích như là khu công nghiệp Trơn Thành nằm đối diện với dự án có quy mô lên tới là 120 hectare. Khu công nghiệp Bình Phước là đối diện dự án. Khu công nghiệp Bicamex Bình Phước cách dự án 12 phút di chuyển. Khu công nghiệp Bầu Bàng cách dự án 25 phút di chuyển, diện tích lên đến là 2.000 hectare. Khu công nghiệp Mỹ Phước 1, 3 cách dự án là 40 phút di chuyển. Và trong bán kính vài km thì chúng ta có thể kết nối với hệ thống tiện ích ngoại khu đa dạng như Ủy ban Nhân dân xã Trường Văn Thố chỉ trong khoảng vẹn là 5 phút, chợ Bầu Bàng thì ngay sát, khu du lịch Lạc Cảnh Đại Nam Văn Hiến là 20 phút, Bệnh viện Đa khoa Bầu Bàng, trường Đại học Thủ Dầu Một, Đại học Việt Đức, trường Trung học Phổ thông Bầu Bàng và trường Mầm Non, trường cấp 1, cấp 2 Lương Thế Vinh, phòng giao dịch ngân hàng, trường Cao đẳng Nghề Bình Phước thì nằm ngay trên tuyến đường Thanh Niên đấy ạ. Vâng, và như chúng ta có thể thấy là lợi thế của Trần Anh Monita đó chính là sở hữu vị trí có mặt tiếp giáp gần với quốc lộ 13. Thì nhờ đó thì chúng ta có thể tận dụng được trục đường huyết mạch này để kết nối với hệ thống hạ tầng giao thông xuyên suốt giữa các tỉnh thành trọng điểm về kinh tế. Vâng, và như tuyến quốc lộ 13 của chúng ta đang được nâng cấp và sắp sửa và mở rộng thêm thì đó là một trong những lợi thế đặc biệt của dự án Trần Anh Monita. Và từ đây thì chúng ta cũng dễ dàng di chuyển về các thành phố lớn như là về với Thủ Dầu Một này, rồi thành phố Mới, thị xã Bến Cát, thành phố Đồng Xoài, thành phố Hồ Chí Minh với thời gian là chỉ từ là 40 đến 60 phút ạ. Vâng, và thưa quý vị và các bạn thân mến, thì ngày hôm nay Thúy Trần có dịp về tới khu vực Bầu Bàng và đã review về dự án Trần Anh Monita để quý vị và các bạn chúng ta có cái nhìn rõ nét hơn về dự án nơi đây. Vâng, do thời vấn đề công trình đang thi công nên chính vì thế là Thúy Trần chỉ có thể quay được vấn đề trục chính với các căn biệt thự cũng như là shop house phía bên ngoài này thôi. Hẹn gặp cả nhà vào video lần sau thì Thúy Trần sẽ quay trọn vẹn hơn nữa. Xin cảm ơn cả nhà đã luôn luôn theo dõi và đồng hành. Xin chào và hẹn gặp lại.